Lụm cái đó về chi vậy Ben? Lụm cái đó về chi vậy? Đâu mượn coi coi. Đây nè. Nó sập á, ngồi đằng sau luôn nè. Cái này chơi gì đây ta? Có mấy hộp này bóng đẹp nè, rồi bên bóng ngáo mới tinh nè không? Hả? Cái này mới tinh nè. À. Đi vô đi dành nó, đi vô đi dành nó hộp là đâu nó có hư không? Không. Chăm sóc người có rửa cho nó không? Không. Rửa. Xong rửa. Như được rồi rửa chi? Rửa cho nó sạch hơn nữa. Mỗi ngày con sẽ rửa cái hộp đó cho nó sạch lên. Rửa là nó mọc mầm thành cái cây luôn á. Mọc thành cái cây luôn nè. Cao su luôn á. Chứ không giỡn nè. Ủa có phải từ trên cây nó rơi xuống không? Đúng rồi. Nó rơi từ đâu? Cái cây có cái bông bự xong rồi nó rớt xuống, nó nở cái bông ra, nó cái hộp này xuống. Cái gì? Bi bi tìm thấy thì bi đưa cho anh hai nè. Ở đây nè, ở đây. Bỏ cái dép xuống bên, nằm xuống đàng hoàng. Nằm xuống luôn đó. Ơi. Hai hạt này đẹp nè, hai hạt của Út. Không được. Sao không được? Chị ba như vậy gì như vậy nhà con trồng cây cao su nha. Đất đâu trồng? Đi đi bố ngoại cho. Ngoại có đất đâu cho. Có đất nè. Đất xung quanh nè. Xung quanh này của người ta mà, nó phải của mình đâu. Đây là đất con ngoại. Không phải. Mấy hộp gì chơi hơi trồng làm gì? Có mở. Đi buồn chứ à? Ai biết. Hả? Ai biết. Sao ai biết? Sao buồn mà ai biết? Buồn ngủ phải không? Có buồn ngủ không? Con muốn ở lại với ông ngoại. Muốn ở lại với ông ngoại hả? Một lớn con ra lại luôn. Giờ không ở lại hả? Thôi giờ đâu, con phải đi học nữa mà. Thôi ở đây luôn với họ học hành gì nữa. Ở đây luôn. Cho nào con học hết, cho nào con học hết á, sau đó rồi con mới đi làm việc được. Làm gì? Làm việc á, làm gì á, đi xin việc á. Mỹ là con muốn làm gì? Con làm rẫy. Trời ơi, làm rẫy gì học gì nữa, nhanh giờ đi làm rẫy được rồi, không gì nữa. Khỏi, phải học cho hết, con cũng được đi làm. Mà làm cái gì? Con làm con thì con làm gì cào ruộng này làm gì á lắm cào ruộng rồi đi hồng chi đi hồng tao phải làm gì bác sĩ đồ gì giáo viên đồ làm kỹ sư đồ làm tùm lum tà la chứ tự nhiên đi học xong đi cào ruộng ông gì đó là tùm lum tà la đi tăng dịch hả thôi đi trong dịch ngang lắm chứ sợ chứ đi, sợ đi trong dịch cứ ỉ con hỏi đạp vô sao đạp thì rửa chứ giờ sao chứ giờ không. Muốn học muốn đi làm gì muốn vậy suy nghĩ con. Kỹ lại coi muốn đi làm gì làm rẫy đi làm rẫy là khỏi cần đi học nha đi làm điều thôi rồi đi học chị tốn tiền mới học nữa học xong rồi toàn là con học hết á con học thêm à, khi con học lớp 12 đó con học thêm 2 năm nữa rồi con đi làm việc gì mới được hay làm việc đất mà làm gì trồng cây nè hái điều nè có tiền mà trồng cây hái điều thì khỏi đi học phải đi học mà đi học làm gì trời ơi con đi học con phải học bài nhưng mà trồng cây thì chỉ đào đất đi trồng thôi chứ đi học chi mất công tốn tiền bố con làm đây hả ông ngoại nói là múc ông ngoại cho con làm ở đây
làm đây hiện giờ đi làm được rồi, muốn học chi nữa, giờ bắt đầu đi làm được là được rồi. Chưa có cho. Cho rồi đó. Mình muốn đi làm không? Lên đây kéo vali đồ quần gồm áo quần áo đồ lên đây luôn. Rồi sáng sáng mình dậy mình lụm điều. Cái bắt đầu cái chiều chiều cái đi xuống suối mình tắm. Tắm cái tối mình ngủ ở đây nè. Đó. Gì vậy? Cho mát. Chứ đâu có mấy quạt đâu, ngủ trong nhà chứ nó nực con ra đây ngủ mát gió tự nhiên. Cái tối con chim ỉa nên dính cái đầu. Cứ quắc. Cái sáng mai cái mình đi dậy mình gội đầu. Được không? Nó hợp lý chưa? Phải học nữa, học nhiều vậy mới biết chứ, con không học sao con biết hết được. Mà giờ con muốn học cái gì mới được? Giờ con muốn biết cái gì? Giờ con muốn biết rồi. Hả? Cái học cho nó biết chứ. Mà muốn biết về cái gì? Học tập. Thôi nay bắt đầu mập về là mình đi làm được rồi, mình giảm cân luôn. Khỏi cần đi học nữa. Không có biết học. Chứ sao ở nhà không học bài, bây giờ đòi đi học chi? Ngoài chị với con nói đó, còn mấy em thì quá không thích. Trời, chứ giờ muốn làm sao? Giờ con muốn ha. Ước mơ của con là ông ngoại cho con làm liền luôn. Bây giờ làm liền đó, giờ bắt đầu mình vô tay mình đi làm điều đi.